Cha và Con và Thánh Thần. Cứu sinh Chúa sáng soi cho chúng con được biết gì phải làm, cũng như làm cùng Chúa giúp đỡ cho mọi việc mọi gì chúng con mong từ cho đến hoàn thành như lời phải ở Chúa. Amen. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận một bệnh nhân mới là Lê Văn Thành, đã bị ung thư bao tử. Chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, chữa lành cho người anh em của chúng con. Do bởi người anh em mang căn bệnh nan y là ung thư thân dị, ung thư bao tử. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành và chữa lành cho người anh em này. Chúng con cũng cầu xin Chúa chúc lành cho hai thầy bên đạo Cao Đài được bình an mạnh khỏe. Cha cũng kêu gọi các anh em cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho người bệnh nhân của chúng ta, để người anh em của chúng ta mạnh khỏe, trở về quê hương phụng sự cho chòm xóm láng giềng và tôn thờ đạo Cao Đài mà người anh em của chúng ta đang thờ đạo Cao Đài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kệ vì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn. Hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sẽ nói như vậy vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng con xin mời mọi người ngồi xuống. Xin mời Thầy ngồi ha. Làm sao mà hai thầy biết ở đây chữa bệnh? Cháu gái của Thành cũng quen biết những cái bà con có đã có trị bệnh ở chỗ ở đây rồi giới thiệu rồi cộng thêm cái coi xem trên mạng thầy cũng xem trên mạng nữa đó, tức là cũng mà nó chuyện với linh mục của ông linh mục Kiều Thu Minh nói chuyện rất hay. Một tân mà coi như làm cái cũng muốn làm một cái kết nối nó gì đó cái gì đó cái giữa được một cái giáo hội á. Cha Tân Cha Tân ở ngoài Đồng Nai Cha Tân nó cũng người Đồng Nai, thầy cũng ở Đồng Nai luôn, thầy cũng ở Đồng Nai luôn, ở gần đó không? Ở gần Cha Tân luôn ha. Vậy thì biết Cha Tân gần quá mà. Tân với Tường đó cùng tờ đó cùng. Chúng con nhận bệnh nhân này là bệnh nhân cũng nhiều lắm, nếu mà xét kỹ ra là cũng hàng trăm bệnh nhân đã đến phòng khám này, hàng trăm bệnh nhân. Dĩ nhiên thì phòng khám nào cũng có kẻ vô người ra, có kẻ chết người sống, chứ không phải là bệnh viện cũng vậy, chữa bệnh có kẻ vô người ra rồi có kẻ chết người sống. Nhưng mà nếu mà xét về cái bệnh viện mà nhận bệnh nhân mà chết á, thì có lẽ cái nơi này là cái nơi mà nhận bệnh nhân chết chứ không phải là nhận bệnh nhân sống. Tại vì rõ ràng là bệnh nhân đến đây là không có thuốc chữa nữa, là nhận bệnh nhân chết, phải không nè? Vậy thì nguyên tắc ở đây là nhận người chết không. Rồi đến khi mà họ sống lại thì rõ ràng ở nơi này trả về cho họ sống. Còn bình thường nhận vô đây là nhận người chết không, chứ không có nhận người sống. Thấy sống vậy đó, nhưng mà quả thật là thời gian sống ngắn ngủi lắm. Thời gian đã có định đoạt hết rồi. Mà ai là người định đoạt? Thưa là giáo sư, tiến sĩ, các nhà bác học, các nhà thạc sĩ, tiến sĩ định đoạt, chứ không phải mình định. Giống như là nãy giờ là cha nhìn ở trong cái bệnh án hồ sơ này, thì rõ ràng đó là bệnh viện thống nhất, bệnh viện đa khoa thống nhất của tỉnh Đồng Nai đã cắt cái bao tử rồi, và cuối cùng là cũng đã không có cách chữa trị được nữa. Rõ ràng là bệnh nhân này bây giờ có về bệnh viện Chợ Rẫy hay là khoa ung bú, hay là sang Singapore, hay là sang Mỹ, Pháp, Úc, Anh, Nhật gì cũng không trị được. Quả thật là bên đó người ta cũng đang trên đường trở về đây trị mà. Bên đó người ta cũng đang trên đường trở về đây trị. Vậy thì tại sao ở đây cha trị được căn bệnh này? Bây giờ mình chưa nói trị hết hay là không hết. Cha chỉ nói cái bước đầu tiên là cha nhận bệnh thôi cái đã. Tức là có nơi nhận cái bệnh đó
và có nơi điều trị cái bệnh đó. Cái đầu tiên là cha dám nhận cái bệnh này. Mà trong khi đó là các bác sĩ trên trần gian bó tay. Con nói vậy có đúng không? Phải không nè? Các bác sĩ trần gian bó tay không dám nhận. Bây giờ ông này giờ đưa lên bệnh viện, nói giờ tôi có tiền tỷ đó, bây giờ anh chữa cho tôi sống đi. Bệnh viện cũng bó tay. Giờ anh có tiền tỷ, tôi cũng không dám lấy tỷ đó, nhưng mà tôi cũng không nhận bệnh anh nữa. Anh cứ về nhà, thèm gì ăn thì ăn, còn muốn làm gì đó làm thì chờ chết thôi. Đó. Vậy thì tại sao cha dám nhận bệnh này và cha dám chữa bệnh này? Thưa, bởi vì cha dám nhận bệnh này và cha dám chữa bệnh này không phải vì cha mê tín dị đoan, hay là cha đang chữa theo cái phác đồ nào khác, mà cha đang chữa bằng một cái phác đồ là công nghệ nano. Cái phác đồ điều trị bệnh nan y này là cha có một cái phác đồ có tên là công nghệ nano. Vừa rồi cách đây khoảng chừng 1 tháng hay là 2 tháng gì đó, cha có giải nghĩa cái chữ nano. Ví dụ như bây giờ là thời của các thầy là thời lớn tuổi, xin lỗi thầy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 80 chưa? 66 rồi ha. Thì ngày xưa đó mình làm ruộng làm nương thì mình cày bò cày trâu, đúng không nè? Mình bò trâu mình nó đi cày xong xuôi rồi mình mới rải giống rải lúa gì xuống, nên mình làm cho nó đất nó tơi xốp để mình cấy hột lúa xuống để nó trổ sinh hoa trái, nó đặn mùa. Còn ngày hôm nay mình còn xài trâu xài bò nữa không? Hôm nay người ta đâu có bắt con trâu kéo cày con bò đi bừa đâu, phải không nè? Hôm nay người ta xài bằng công nghệ gì? Công nghệ máy móc, thấy không nè? Xài bằng công nghệ rồi. Bây giờ mình xuống ruộng mình thấy người ta xài bằng công nghệ không? Tức là ngày xưa cái chiếc xe Honda hay là chiếc xe máy hay là cái chiếc xe gì mà nó xuống ruộng là người ta không dám cho nó xuống. Lý do là nó xuống ruộng xong là nó lúng luôn, ta đưa lên nước nổ. Còn bây giờ máy móc nó nặng hàng tấn vậy đó mà nó xuống ruộng chạy ầm ầm dưới ruộng vậy. Thời ông ngày xưa đâu dám cho cái máy xuống ruộng sao khiêng lên, không nè. Nhưng mà ngày hôm nay người ta chế ra những cái công nghệ mới, cái chiếc xe cẩu, chiếc xe máy cày nó nặng như vậy mà nó xuống ruộng lúng như vậy mà không ăn thua gì đó, không nè. Đó có phải là công nghệ mới không? À, một công nghệ không phải là công nghệ cài trâu cài bò nữa, mà ngày hôm nay người ta xài bằng cái công nghệ tiên tiến gọi là công nghệ máy móc. Vậy thì nói về cái bệnh nan y này thì hiện nay là tất cả các bệnh viện trên thế giới chưa có xài cái công nghệ này, chưa xài công nghệ này. Do vậy mà cha đang chữa bệnh cho tất cả những người mà gọi là bệnh nan y bằng một cái công nghệ mới là công nghệ nano. Ví dụ như bây giờ cái bệnh ung thư thân vị này mà đưa lên bệnh viện là nhất định chết, mà đưa về đây là tỷ lệ chết thấp. Cụ thể là cái ung thư vú của mẹ con, thấy không? Nếu mẹ con ở nhà là chết không? Mà nếu đưa về đây là con thấy mẹ con đang khỏe ra rồi, phải không nào? Vậy có phải là đang xài công nghệ mới không? Ha? Ví dụ như ngày xưa thời trước 75 á, hay là thời 78 tới mà 80 á, là mình á, là gia đình của mình mà muốn có một bộ đồ là phải chờ người ta bán giải, mà thời đó là giải thưa, giải xe lửa, phải không nè? Có nghe từ giải xe lửa không? Giải 8 á, giải mà tới giờ thưa lắm, con có biết giải đó không? Dạ, ở đây gọi là giải xe lửa hay là giải thưa, giải 8, ngoài đó có nghe giải 8 không? Giải 8, còn bây giờ giải đó còn bận không? Tại sao không còn bận nữa? Tại vì bây giờ cái công nghệ tiên tiến rồi, người ta xài giải mà KT Thái Tuấn được không? Tức là cái công nghệ nó cao cấp á, nó dệt giải ra là giải dòm thấy là mình thấy mịn liền. Mình thấy nó chặt dòm, không thấy ánh nắng mặt trời, dòm không thấy bên kia. Mình lật đưa miếng giải lên mình nhìn không thấy bên kia. Còn ngày xưa thì thời giải 8, giải xe lửa đó, mình dở miếng giải lên mình thấy bên kia trời. Và cái công nghệ thấp. Còn giờ ta xài công nghệ cao rồi, ta ủa này nè, ví dụ như áo này áo KT chứ gì, mà giờ mình đâu thấy bên kia, vì người ta xài công nghệ mới mình dữ lắm.
Vậy thì mình thích giải này hay là mình thích giải thưa đó? Đó. Vậy thì có phải đó là người ta xài một công nghệ mới không? Công nghệ nâng cấp đó. Thay vì tôi bận cái áo dòm thấy da thấy thịt hết, thì giờ tôi bận một cái áo mà dòm không còn thấy da thấy thịt nữa, mà dòm cái áo, cái mình giải nó đẹp. Thì cũng giống như cái bệnh này vậy. Ngày hôm nay khoa học chưa xài cái công nghệ nano này, do vậy mà tất cả những bệnh nhân nan y thì khi đến bệnh viện là xài cái công thức cũ đó, nhất định chết đem về chôn. Còn đem đến đây là cha xài công nghệ mới. Xài công nghệ mới là, mà công nghệ này có tên là công nghệ nano. Cha chữa bệnh bằng công nghệ nano. Vậy công nghệ nano nó là gì? Công nghệ nano đó gồm có thuốc nano, thức ăn nano và thức uống nano. Tất cả là bằng nano hết, khi vào cơ thể mình là nano cả. Tại sao mình xài cái công nghệ nano mình trị mới hết bệnh, mà nếu mình xài cái công nghệ không nano là mình trị không hết bệnh mà chết người? Cha nói tiếp, nghe cha nói để mình có kiến thức luôn. Không biết là hai thầy này mình múa rìu qua mắt thở chút nghe hai thầy. Là do bởi á, vũ trụ này mình đang ngồi ở đây, cái vũ trụ này mình ngồi đây chứ thật sự nó có 1/4 đất liền thôi, còn 3/4 là biển cả. Mình tưởng cái vũ trụ này á, là ở đâu cũng đất liền như vậy trơn, là mình không hiểu, mình không có kiến thức. Vũ trụ này có 1/4 đất liền để cho mình ngồi thôi, để cho 7 tỷ người ngồi trên này, còn 3/4 là biển, có hiểu không? Vậy thì vũ trụ này có 1/4 là đất liền, còn 3/4 là biển. Vậy bây giờ cha nói tiếp, cơ thể con người của mình 1/4 là chất cứng, còn 3/4 là chất lỏng. Ủa vậy nói gì sao vậy? Bây giờ cha giải thích. Bây giờ mình bỏ một nắm rau vô trong cái cối mình giả. Mình đập riết thì cái nắm rau này nó còn lại gì? Xác và nước. Vậy cái nước đó nó là 3/4 mà cái xác nó có 1/4 thôi. À, thầy có công nhận gì không? Vậy thì bây giờ mình bỏ con người mình vô cái cối mình đập. Mình đập, mình giả banh chành hết trơn, cuối cùng mình còn lại bao nhiêu? 3/4 là nước, 1/4 là chất rắn, là chất cứng. 3/4 là chất lỏng. Vậy cơ thể của con người ta là có 3/4 là nước, 1/4 là chất lỏng. Ê xin lỗi, 3/4 là chất lỏng, 1/4 là chất cứng. Giống như cha mới nói, cha mới liên tưởng là vũ trụ này 3/4 là biển, biển là nước, 1/4 là đất, đất liền. Thì cơ thể con người của mình cũng vậy, 3/4 là chất lỏng là nước, 1/4 là chất rắn là cứng. Không tin bây giờ coi, cha bỏ con vô cái cối cha đập banh chành hết, không còn gì nữa là xương cốt gì, cha đập tóc tai hình thù của con, cha đập nát tan banh chành hết ra, còn 3/4 là nước, 1/4 là chất cứng. Chất cứng đó là xương, là móng tay móng chân của con, là chất rắn đó. Vậy thì nếu cơ thể con người mà đang bệnh tật thì nó cần cái công nghệ nano, chứ nó không cần cái công nghệ chất rắn. Thế thì thế giới có hiểu được đâu. Thầy Thanh có công nhận không? Thế thì thế giới này, khoa học thế giới chưa hiểu được cái điều cha hiểu. Thế thì khoa học thế giới chưa hiểu được, do vậy mà ngày hôm nay cha mới nhận cái bệnh ông này. Chứ nếu như khoa học thế giới hiểu được thì ông này đâu có dẫn ông này tới đây. Chỗ này là cái nhà lá mà, chỗ này là cái vùng quê ruộng đồng mà. Tại sao ông phải cất công, ông phải đội mấn, phải bận áo, phải dán tem lễ xanh, ông đến đây, ông đem cái mộc đến đây, ông ký tên, ông đưa đây nhận bệnh. Có phải là khoa học thế giới chưa nhận ra cái chỗ này không? Điều tra nói hôm nay, nó là ở trong cái mái nhà lá này. Nhưng mà sau khi cha nói rồi, nó hàng triệu người nghe, chứ không phải một người nghe.
sẽ là hàng triệu triệu người nghe. Vì cha nói trong con người của mình nó có 3 phần tư chất lỏng, 1 phần tư chất rắn. Vậy thì nếu như mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta đưa cái công nghệ nano vào cơ thể này, con thấy hợp liền không? Thầy Thanh thấy hợp liền không? Lương y mà nghe cha nói như vậy thì trị bệnh đã vô cùng. Hả nè, hấp dẫn vô cùng. Ở nhà có biết được chuyện này không? Phải không? Đâu có ai hiểu được chuyện. Cha đã nói rồi, khoa học thế giới chưa hiểu được thì làm sao mình ở nhà hiểu được? Mà nếu khoa học thế giới mà hiểu được thì ông này không có dẫn ông này về đây mà dẫn về Chợ Rẫy á. Thấy vậy không? Hoặc là dẫn về Singapore đó. Hoặc là dẫn về Nhật Bản á. Hoặc là dẫn về Thái Lan á. Chứ không ai dẫn về dòng lớn tỉnh Đà Vinh. Rõ ràng là y học trên thế giới chưa hiểu được. Vậy thì cha biết được trong con người của mình 3 phần tư là chất lỏng, 1 phần tư là chất rắn. Như vậy thì khoa học nó hiểu chứ không phải cha hiểu. Nhưng mà khoa học nó hiểu như thế, cha hiểu như thế, nhưng mà khoa học nó chưa nghĩ ra cái cách. Ủa vậy 3 phần tư là nước, 1 phần tư là chất cứng. Như vậy thì mình tìm cái cách nào để đưa vô cơ thể, để cơ thể nó không bị bệnh nữa. Vậy thì khoa học nó chưa biết được chỗ này. Là chỗ này là chỗ cha là người đầu tiên biết được cái công nghệ nano. Nano là gì? Nano tiếng Hy Lạp nó gọi là nano. Cái chữ nano là tiếng Hy Lạp chứ không phải tiếng Việt Nam. Cái nghĩa của nano là thằng lùng, là cực nhỏ. Vậy thì bất kỳ một cái hình thức của một chất nào khi đi vào cơ thể con người, mình biến nó thành nước, thì tự động cái cơ thể 3 phần tư của nước của mình á, nó gặp cái nước đó, nó sẽ hợp thức quá nhiều. Thầy hiểu liền không? Không nè. Ngoại trừ anh bị ung thư xương tôi tính khác. Còn nếu anh bị tất cả ung thư phần mềm là anh đưa nước vào thì chắc chắn là cái phần mềm đó nó sẽ lành lại. Cha lấy ví dụ. Bây giờ đây là một miếng giấy. Hen. Đây là một miếng giấy. Đây là một miếng giấy. Mà miếng giấy này nó làm bằng nước. Phải nè, nó ép giấy thành giấy à, phải vậy không? Vậy thì bây giờ con muốn dán hai miếng giấy này lại, con phải dùng gì con dán? Dùng nước. Dùng nước. Nhưng mà nước đó người ta gọi là hồ hay là keo, nó mới dính. Bây giờ mình dùng một cái chất cứng mình dán hai miếng giấy này nó dính không? Ví dụ như mình bây giờ mình lấy cái non miếng vải này mình dán lại nó dính không? Đó, đây miếng này dính không? Không dính nổi. Tại vì cái này là một cái chất khác, nó không dính hai miếng giấy này được. Mà nếu mình cho miếng nước vô là hai miếng giấy này dính, tại bản chất nó là. Vậy cơ thể mình 3 phần tư là. Vậy mình cho nước vào thì nó là nó hết, nó hết liền đúng chưa? Hợp lý không thầy? Hợp lý. Vậy cha chữa bệnh cho mọi người bằng công nghệ nano. Đây là cái công nghệ mà khoa học trên thế giới chưa hiểu được, chứ không phải là chưa công nhận. Có hiểu được đâu mà công nhận. Ngày mai này mới công nhận. Còn bây giờ họ chưa hiểu được mà biểu họ công nhận là công nhận làm sao? Phải không nè? Vậy thì bây giờ họ không hiểu được, nhưng mà người bệnh sẽ hiểu được. Vậy là người bệnh này may mắn hơn những nhà khoa học trên thế giới. Anh là nhà khoa học và tôi hiểu trước anh cái công nghệ này. Hỏi sao nhờ tôi ung thư. Vậy mình cũng nên ung thư để biết cái công nghệ mới này. Phải không nè? Ham ung thư dữ lắm để biết công nghệ mới đúng không? Vậy cái công nghệ của cha là công nghệ nano. Nano nãy cha nói nano là thằng lùng. Cha lấy hai miếng giấy này cha nói rồi đó nha. Hai miếng giấy này là nước, mà lấy nước dán nó mới dính. Còn nếu lấy cái miếng vải này dán lại nó dính không? Giữa hai miếng giấy với miếng vải dán lại dính không? Không dính. Vậy là giữa hai miếng giấy này lấy miếng nước dán vô là dính liền. À, đúng vô là dính liền. Không nè, con chỉ cần le lưỡi con liếm cái thôi. À, tự động dính không rớt. Không nè, nó dính liền tại chỗ nó không rớt. Vậy thì cơ thể của mình là 3 phần tư là nước, 1 phần tư là chất cứng. Vậy mình dùng nước đưa vào thì nhất định là bao tử mình là nước hay là xương? Cái bao tử mình là xương hay là nước? Nước. Nước nó đông đặc lại, nó khối lại, nó trời cho nó. Trời cho nó cô động lại, nó làm sao đó mà nó thành một cái dạ dày mà rõ ràng nó là nước. Vậy thì bây giờ cái bao tử của con này nó hư rồi. Bây giờ mình cho nước vào nó sốt rửa riết là nó hết thôi chứ có gì đâu con. Vậy con đem về nhà con cho bố con uống nước là hết thôi chứ chữa gì. Được không?
tức là con chưa hiểu, tới đây con hiểu rồi thì con đem bố con về nhà cho uống nước là hết bệnh, được không? Không được đâu con. Nước nó phải có chất, giống như nước, nước dán hai miếng giấy nhưng mà nước phải có chất dẻo, chất lỏng hay chất gì đó, ví dụ như là nếp hay là gạo mình nó có chất nhựa chút nó mới dính được. Vậy thì nước này bằng có giá trị là thuốc, mà thuốc này nó gọi là thuốc nam. Thuốc nam này nó được mọc ở vùng núi chứ không phải vùng đồng bằng. Nào, do vậy mà cha dùng một cái công nghệ nano. Hồi nãy cha nói nano là thằng lùn, là cực nhỏ, là khi tất cả mọi loại thuốc khi đi vào cơ thể của bệnh nhân này thì nó phải là nước, nó phải là nước hết mới được. Thì khi nó đi vào cơ thể ông này 3/4 là nước, mà khi nó gặp nước rồi thì cá gặp nước thì nó làm sao? Nó bơi liền. Thế nè, thì bao tử ông này bây giờ mà nó gặp nước vô là tự động nó phục hồi, lần bước nó phục hồi. Mà nước của mình không phải nước khắc heo, tức là không phải nước lạnh. Nước của mình nó có chất, mà cái chất đó để mà vừa bảo vệ, vừa chống oxy hóa, vừa tạo cho cái cơ thể có sức đề kháng, vừa tạo ra cho nó có chất dinh dưỡng, đó gọi là. Thì nước đó là gì? Thưa là cháo nano, là xạ đen nano, là chùm ngay nano, là nhãn lồng nano, vân vân, tất cả các loại thuốc đều được nano quá hết. Rồi thuốc đắp vào cũng là nano quá nữa. Thì từ đó trở đi cơ thể của con người ta 3/4 nước, mà nó gặp nước với chất đó nữa thì tự khắc cái cơ thể nó phục hồi. Hôm nay cha nói vậy là mọi người về làm lương y được hết rồi. Về tự khắc làm lương y được thôi, không có gì cả. Mà hôm nay cha nói ở đây có 3-4 người nghe thôi, nhưng mà sau này hàng triệu triệu người sẽ học những điều cha nói ở đây nha. Bởi vì cái điều này là điều cứu người, điều này là điều cứu người. Vậy đó là cha nói về cái cách cha trị bệnh. Còn sau khi mà nhận bệnh rồi thì sống ra làm sao, nguyên tắc ở đây như thế nào, thì các thầy, các lương y sẽ hướng dẫn người bệnh và người nuôi nha. Con qua đến đây con ngủ được mấy đêm rồi? Có ngủ được đêm nào chưa? Mới qua tới. Con có nghe mà con mới qua tới mà con có nghe là cha đuổi bệnh nhân nào chưa? Con có nghe cha đuổi bệnh nhân nào chưa? Vậy liệu giữ hồn nghe con. Hồn ai nấy giữ nha. Đối với cha Tường, khó mà dễ, dễ mà khó. Dễ có nghĩa là gì? Cha đâu có giữ bệnh nhân ở gần cha, cha thả ở nhà trọ đó. Có nghĩa là cái luật của cha đối với bệnh nhân nó không khắt khe. Nhưng mà anh trật cái là anh rớt liền. Rõ ràng là cha giao cho anh về bên ngoài phòng trọ đó, các thầy dạy anh như thế nào anh làm như thế đó. Nhưng nếu anh làm trật tự khắc anh rớt. Dễ ở chỗ là cha không giữ anh ở đây. Mà khó ở chỗ là anh trật anh rớt liền tại chỗ, chứ anh không được xin xỏ gì đây hết nha. Cha nói trước nha. Vậy nếu trật phát đồ là cha sẽ đuổi ngay tức khắc. Dù 3 giờ đêm mà cha nghe trật phát đồ cha cũng đuổi ngay giờ đó. Tức là giờ đó là hết hạn sử dụng ở đây nha. Ở đây cha muốn cha làm như vậy là vì cha cứu người, chứ không phải cha làm như vậy là vì cha ghét người. Cha cũng từng nói với các bệnh nhân khác, ở đây cha chữa bệnh cha có hai mục đích thôi. Mục đích thứ nhất là cha không muốn nhìn thấy ông này chết, tại vì mình còn khả năng cứu chữa ổng, mình không muốn nhìn thấy ổng chết. Đó là mục đích của cha. Mục đích thứ hai là cha muốn ổng phải sửa mình. Sau cái sống lại của ổng là ổng phải sửa mình trở thành một con người tốt hơn. Hồi sáng cha có nói với bệnh nhân, không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đàn mà đi. Ngày xưa mình là con gái thì mình muốn đi đâu cũng được, đi sớm về khuya, đi trễ về muộn không ai rầy mình. Nhưng khi mình có chồng rồi, mình đi sớm về muộn là chồng nó rầy mình. Vậy trở lại ông này, trước khi ông bệnh ung thư thì ông muốn ăn cái gì cũng không ai rầy ông, cơ thể ông nó không có rầy ông. Nhưng mà bây giờ ông đã bệnh ung thư rồi thì ông không còn ăn một cách tự do, vô độ, vô lượng giống ngày xưa, có phải vậy không? Vậy ngày hôm nay mà ông đã bệnh như vậy rồi mà ông còn ăn vô độ, vô lượng nữa là cơ thể ông nó không chấp nhận, nó không, hoàn toàn nó không chấp nhận ông.
Vậy thì nếu ông ăn vô độ vô lượng là nhất định ông sẽ chết, mà đặc biệt là cái bao tử nữa. Cái bao tử của mình là cái nơi nó chứa mà nó giống như thùng rác vậy. Cái gì mình cũng bỏ vô đó thôi. Ở trên cái dĩa mình thấy giò, cái giò trường ngon quá trời ngon, nhưng mình khi ăn vô trong bụng mình này nó là cái cục rác. Đúng vậy không? Ở trong cái bao tử mình thấy cái miếng thịt vịt xiêm này chấm chao ngon vô cùng, thơm phức. Không nè. Nhưng mà khi ăn vô bao tử nó là cục rác. Có ai biết được chỗ này đâu. Và nó chính là thức ăn không nano. Và nó chính là chất rắn. Bằng chứng cho nó chất rắn ở chỗ là bây giờ những người mà ăn đạm nhiều là những người đó bị bệnh. Bệnh gút. Bệnh gút là nó xì ra tay chân, nó xì ra những cái chất dôi. Có phải là con ăn chất đạm nhiều nó xì ra dôi, đúng không? Vậy là có phải là động vật là chất rắn không? Đúng chưa? Mà cơ thể mình là chất lỏng, mà mình đưa chất cứng vào thì đương nhiên nó phải xì ra. Vậy cha nói cơ thể mình 3/4 là nước, đúng chưa? Thử thời con đưa vô cái cối con dọc hay vậy, con đập con tới cuối cùng ra nước không? Ủa nãy giờ cha nói vậy rồi, tới đó rồi mới hiểu rồi đó phải không? Hiểu hết rồi. Vậy cơ thể mình nếu mà bình thường mà con cho ăn động vật, thịt chó, thịt mèo, thịt heo, thịt trâu, sẽ có một ngày nó xì ra gút. Mà gút đó là chất đạm, mà đạm là chất dôi. Phải chất cứng không? Dôi là chất cứng. Vậy thì từ đâu mà nó xì ra cái chất đó, chứ không phải từ chất con động vật không? Vậy con động vật chính là chất không na, không nano. Thì Thanh hiểu luôn rồi ha. Bây giờ hiểu luôn cái chất động vật là chất không nano. Mà cơ thể mình nó đòi cái chất nano, bởi vì nó là cơ thể mình là nước mà, chứ không phải cơ thể mình là chất cứng đâu. Phải nè, cơ thể mình đâu phải là chất cứng. Cho lấy ví dụ nè. Bây giờ cái cây này là chất gì? Hả? Cứng hay lỏng? Cứng hay lỏng? Cây này là nước, nó hội tụ riết nó thành cái cây này thôi. Con đem ra con ép ra thử cái thành nước không biết. Ép riết ra thành nước. Họ nhỏ mới trồng lên, nó hút gì lên nó sống thành cây. Nó hút nước thì nó hội tụ riết thành nước. Hả nè, vậy cơ thể mình cũng vậy. Mình ăn cái thức nước vô, mình hội tụ riết thành nước. Mà ngược lại, nếu mình ăn cái chất cứng vô là chất không nano, là động vật, sẽ có ngày nó động lại khớp tay khớp chân mình, nó xì ra là gút. Mà đến một ngày nào nó gọi là dôi quá, cái gút đó nó cái chất đạm nó thành dôi, nó cứng nó thành dôi. Vậy cha nói tiếp, động vật là thức ăn không nano, hiểu chưa? Mà cơ thể mình là cơ thể là nước, cho nên nó cần thức ăn na. Bây giờ mình mới hiểu cơ thể mình là nước, đúng không? Còn là trước đây mình hiểu cơ thể mình tưởng sắt đá xi măng không à, cho nên mình gặm dìm cũng nhai, bị răng mình thấy cứng nè. Rồi mình gặp con nào mình cũng nhai ngổn ngãn, rớp, rồi má mình nói trời ơi răng nó còn nhỏ, nhai hết sức ngon. 10 năm sau răng rụng như bà già, gãy hết. Hả nè, vậy cơ thể mình là nước. Vậy để trị được cái căn bệnh này phải dùng cái công nghệ nano. Mà cha mới nói nãy, do vậy mà cả thế giới này nó chưa tìm ra được cái công nghệ nano để chữa bệnh dạ dày ung thư. Và nếu mà cả thế giới này nó tìm được cái công nghệ này thì hôm nay cái ông là Lê Văn Thành không ngồi ở cái miếng ruộng này, mà ông ngồi ở bệnh viện Hòa Hảo hay là bệnh viện Chợ Rẫy hay là bệnh viện Singapore bên đó. Chứ ông không ngồi ngay chỗ vùng sâu nước đậm này. Thấy không nè? Mà hôm nay ông xuống được tới đây, quả thật là cha Tường đã tạo tìm ra được một cái công nghệ nano cực hay để cứu người. Thì rõ ràng cha đang nói cơ thể mình là nước mà. Mà cho nước vô thì đương nhiên nó phải hợp ngay tới khác. Không nè. Vậy khi cha nói xong rồi mọi người cảm thấy cái bệnh lớn cỡ nào, bệnh lớn quá nhỏ, bệnh nhỏ sẽ quá không. Dưới điều kiện mình phải giữ y phát đồ thì bệnh lớn sẽ quá nhỏ, mà bệnh nhỏ sẽ quá xuống thành ổng bệnh. Mừng không? Không mừng à, mai hai bữa nữa cha chết queo rồi mà không mừng cũng phải mừng nữa. Không nè, cha nói tiếp, tụi con là đạo Cao Đài đúng không? Tụi con sai hết rồi. Đạo Cao Đài không có cho tụi con ăn lộn xộn. Đạo Cao Đài là thờ ai vậy ta? Thờ ông trời đi con, cho nó dễ hiểu nhất. Ở trong cái chùa Cao Đài nó có cái hình là một mắt đúng không? Một mắt đó là đại diện cho thần mặt.
mặt trời, là thờ ông trời. Đạo Cao Đài là thờ ngay ông trời chứ không có thờ ai khác nữa. Mà ông trời đâu có cho con ăn động vật mà con ăn, bởi vậy ung thư là dừa, đúng không? Ông trời ông nói nè, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Ông trời ông nói như vậy đó, mà con đang thờ ông trời mà con ăn như vậy là con bệnh là dừa. Còn mấy ông bây giờ, mấy ông tẻ qua cái nhánh là ăn thanh, ăn sạch. Thanh sạch gì đấy? Phải không nè? Chứ không có chuyện thanh và sạch ở đây. Ăn cây cỏ mang hạt giống. Vì như cha lập luận nãy giờ, cây cỏ mang hạt giống là một thức ăn nano, nó là nước. Khi ăn vào cơ thể mình, 3/4 nước nó hợp thức quá. Tự nhiên cơ thể mình nó cứ bay bổng trên không trung. Mà thần thánh dạy mình không được ăn động vật. Mà nhất là đạo Cao Đài mà thờ trời, mà ông trời nó rõ như ban ngày vậy, mà con đi ăn động vật rồi con nói sao con không bệnh? Con gặp cha là con còn may đó con. Bố con không được, con bố con gặp cha là may, còn con có chừng không được gặp nữa. Tới ngày con bệnh được ai cứu con? Không nè, tụi con đã sai hết rồi. Thầy có công nhận vậy không? Thầy có công nhận nhau sai hết rồi. Vậy mà các thầy còn dạy nó ăn thanh ăn trượt vậy đấy. Không nè, các thầy cho rằng là thôi mày ăn thanh đi, tháng mày ăn thanh 5 ngày, rồi mày quen cái mày ăn thanh 6 ngày, rồi quen mày ăn thanh 7 ngày, quen 8 ngày. Nó không có quen, nó quen 5 ngày thôi à. Phải vậy không nè? Nó chỉ có quen 5 ngày đó thôi, còn 25 ngày kia nó ăn mặn. Vì nó nói thầy dạy tôi có 5 ngày, tội ông lớn lắm. Tội mấy ông lớn lắm. Đúng vậy không? Mấy ông tưởng rằng là mấy ông cho nó ăn chay 5 ngày để từ từ tập lên 6 ngày, 7 ngày, đúng vậy không? Mấy ông sai lầm. Sai lầm hết. Bây giờ cha nói đơn giản thôi. Bây giờ mấy ông đã từng đi phà đó, ở ngoài cái mỏ phà, cái ông thuyền trưởng để cái bảng là cấm ra mỏ phà. Mấy ông có dám ra không? Mà mấy ông để cái bảng là cẩn thận khi ra mỏ phà, mấy ông dám ra không? Còn nếu cấm dám ra không? Tại ông cho nó ăn thanh. Chứ nếu ông cấm nó ăn nó dám ăn không? Vậy tội ông là tội ông hay tội nó? Tội thầy hay tội nó? Phải vậy không? Ông trời ông đâu cho mình ăn mà mình còn cẩn thận ăn ngay con. Cái nó quất 5 ngày còn 25 ngày nó ăn động vật. Phải chi mà ông dùng cái lời đó, ông trời cấm mày ăn thì chết đấy chịu. Nó quản hồn đâu dám ăn. Mà nếu nó ăn đi đời con cháu nó cũng không dám ăn. Mà nếu đời con cháu nó còn ăn lộn xộn thì đời chích của nó không dám ăn. Nó hiểu được. Tới đây các thầy mới hiểu được, đúng chứ? Trong khi đạo Cao Đài là đạo thờ Đức Chúa Trời rõ như ban ngày, mà Đức Chúa Trời nói đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Vậy mà mấy ông dạy nó ăn thanh ăn sạch. Tội mấy ông là tội đầu tiên. Đừng đổ thừa con cháu mà nó bệnh. Đáng lẽ hôm nay cha không chữa bệnh để cho mấy ông chữa bệnh. Đúng vậy không? Không có cái chuyện mà ăn thanh, ăn sạch, ăn chay, ăn mặn gì đấy. Còn đạo ông giáo nó thú rùm, nó ăn sạch hết, không bù lon con tán nó không ăn thôi. Ốc sên ăn luôn. Ốc gạo, ốc heo, ốc tiêu, ốc tỏi, ốc hành ăn sạch, bù lon con tán nó không ăn. Đạo con giáo, đạo cha, đạo của cha thờ, đạo của cha theo. Thấy ớn con. Quá lẽ cha thấy ớn rồi. Khi cha cảm nghiệm được cơ thể của mình 3/4 là nước, 1/4 là chất rắn, thì cha quay ngược trở về với lời của Thượng Đế là đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ này. Và chính vì cha làm được chuyện này, trên coi Thượng Đế là ông chủ của cha. Cha nhận ra ông trời giờ đây là ông chủ của cha. Mà cha làm theo ông chủ thì cha muốn cái gì mà ông chủ không cho cha? Đúng vậy không? Bây giờ con của ông nè, bây giờ cha nói nè, ở đây cha ra cái nguyên tắc. Nếu anh là đạo Cao Đài, anh phải có một sư trụ trì đạo Cao Đài dẫn anh về đây, đóng một cái rầm vô là cha chữa bệnh liền. Cha ra nguyên tắc này, anh làm theo cha chữa bệnh liền. Đáng lẽ giờ này cha đi chơi được không? Mà anh làm theo cái ý cha rồi, giờ cha muốn đi chơi, cha cũng giật ngược ra lại, cha làm chuyện này rồi cha mới đi chơi. Vì con làm theo cái ý của cha, cha phải chữa bệnh cho con. Vậy cha làm theo cái ý của ông trời thì đương nhiên cái bệnh này đối với ông trời lớn hay nhỏ? Hả? Bệnh này với ông trời lớn hay nhỏ?
quá nhỏ. Ngược lại ông trời ông đã soi sáng cho cha hiểu được cái bao tử ông là nước, thì đưa nước vô nó xúc bao tử là sạch, có gì đâu, phải không? Hiểu vấn đề chưa? Hôm nay cha nói tới đây thôi, khúc sau dạy dỗ thì ban lương y sẽ dạy cho bệnh nhân và người nhà. Đặc biệt trật phát đồ là đuổi nghe con, nói trước, mít lòng trước, đặng lòng sau. Tiếp theo, khi chúng con đến đây mà có nơi nhận bệnh, có nơi chữa bệnh, cuộc đời của chúng con đã mãn nguyện rồi, còn cái chuyện sống hay chết phải coi vào tạo hóa của người đó nữa. Phải nè, phải coi vào thượng đế của người đó, muốn người đó sống hay là chết. Vậy thì tụi con đừng nghĩ rằng bố con đến đây sẽ sống lại hay là sẽ chết. Đó là ngoài tầm suy nghĩ của con hết. Nhiệm vụ của con đưa bố con đến đây là hoàn thành trách nhiệm ông đẻ con ra. Đúng chưa? Hoàn thành trách nhiệm là ông ở với mình mấy chục năm làm chồng mà. Đưa ông đến đây là đã hoàn tất trách nhiệm. Còn chuyện chết hay là chuyện sống, hãy giao cho trời. Hãy giao lại cho các lương y, người ta có cách người ta cứu giải. Hiểu chưa? Nếu như mà bố con đến đây mà bố con chết, con hãy vui mừng hân hoan. Mà nếu bố con đến đây mà bố con sống lại, con phải nặng nề hơn. Bố ơi, sau khi bố sống lại, bố phải sống tốt hơn nha bố. Điều đó con mới mừng. Cha nói vậy đúng không? Thầy thấy sao? Nếu bố con đến đây là cái nơi trị bệnh cuối cùng của bố con, mà nếu bố con chết đi rồi, con phải vui mừng hân hoan. Mà nếu bố con sống lại thì con phải đặt ra một câu hỏi: bố tao sống lại rồi, vậy liệu từ nay, từ cái ngày bố tao sống lại cho đến ngày bố tao chết nữa, bố tao có làm điều gì tốt hơn không? Đây là câu hỏi cha đặt ra cho người thân của ông. Con hiểu chưa? Vậy con đưa bố con đến đây mà nếu bố con có chết, vui vẻ vô cùng. Mà nếu bố con sống lại, con phải đặt ngược ra một câu hỏi lớn liền: liệu từ cái ngày bố tôi sống lại đến ngày bố tôi chết thiệt, bố tôi sẽ làm gì cho quê hương, cho đất nước, cho xóm riền, cho đạo cao đài của tôi? Đó là điều cha đang hỏi con nha. Còn ngược lại, hồi nãy cha nói cái cách chữa trị của cha là công nghệ nano đó, muốn bố con chết cũng không phải dễ đâu. Tại sao vậy? Tại đó là cái cách mà ông trời ông chỉ cho cha. Đó là cái cách mà ông trời ông chỉ cho cha trị bệnh đó. Vậy muốn bố con chết không phải dễ với ông đâu. Ông không muốn con cái của ông chết cho nên ông mới chỉ cho cha đó. Ông soi sáng cho cha hiểu cái cách đó. Còn nếu như mà ông không muốn rồi thì ông dẹp không chỉ nào đó, cho mày chết. Hả nè? Đúng vậy không? Cho mày chết đi. Đúng. Vô nghề luôn. Như vậy rõ ràng là ông trời có đức hiếu sinh, ông còn thương con cái của ông ở dưới trần thế này, nó lụm cụm, nó đau khổ. Nhưng mà vấn đề là con ơi, cha là người Việt Nam, cha ở tỉnh Trà Vinh, hãy chi cha là người Châu Phi là con chết luôn rồi, biết ở đâu mà đi kiếm cha. Bây giờ mấy thằng Châu Phi, mấy thằng Đài Loan nó đi kiếm cha tối ngày mà biết đâu kiếm. Con thấy không? Con thấy con còn có phước chưa? Việt Nam thanh bình chỗ đó. Nếu như bây giờ mà cha đang ở bên Châu Phi thì thôi con đi chết đi, chứ kia biết cha đâu mà kiếm. Phải không nè? May mắn thay là ông trời ông thương cha, ông cho cha hiểu được cái công nghệ này. Mà trong khi đó cha là người Việt Nam, cha nói tiếng Việt với con, chứ giờ cha nói tiếng Khmer con cũng thua luôn. Con nói con bệnh ung thư mà cha cho uống thuốc sổ không rồi ba bữa chết. Hai đứa bất đồng ngôn ngữ. Đó, rõ ràng chúng ta phải cảm ơn ông trời là Chúa của chúng ta, là Chúa của vũ trụ này, là Chúa của nhân loại này nha. Rồi tụi con phải cảm ơn hai thầy. Hai thầy này cũng có gia đình, có vợ, có con, xin lỗi, có vợ con chứ không? Có vợ, có con, có công ăn việc làm, có tất cả sự nghiệp của người ta, mà vì tu hành, vì đức hiếu sinh, vì lòng từ bi, người ta bỏ tất cả, người ta dẫn bố con đến đây. Vậy ở đây không phải cha và lương y cứu bố con mà hai ông này cứu nè. Hôm nay không có hai ông này tới thì bố con chết ngoài hè, ngoài cổng chứ không được vô đây. Vậy tụi con phải cảm ơn hai vị này. Đây là những vị Bồ Tát mà xưa nay tụi con có kính trọng hai vị này không? Cha phải hỏi lại à. Cha phải hỏi lại cho bằng được à.
Bởi vậy, trên đời này mình không được phép coi thường bất kỳ một người nào, dù người đó là cái người không có địa chỉ. Người ta vẫn là một hình bóng của Thiên Chúa, một hình ảnh của Thượng Đế. Ngày hôm qua có khi tụi con coi hai vị này thường lắm, nhưng mà nhà giàu còn thiếu mẻ kho con ơi. Bây giờ con coi thường những người chức sắc, một ngày nọ con bệnh đến rồi, những người này làm sao có cơ hội dẫn con đi đây nọ. Như vậy cha cũng rất mừng cho tụi con là con được hai vị thầy này dẫn đi, cho mừng cho tụi con. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, con trở về quê hương của con phải vô trong cái chùa cao đài, con phải đốt nhang tụng kinh niệm Phật, niệm Phật Quan Âm, niệm Đức Mẹ Maria, niệm Chúa Giêsu, nhóc trong đó đó, phải vậy không? Nhóc ở trong đó đó. À, ở trong đó không có thờ một, trong đó có Phật Thích Ca, có Phật Quan Âm, có Mẹ Maria, có Chúa Giêsu, có đủ trong đó. Con vô đó con đốt nhang, con thờ lại hết các vị thánh trong đó đó. Vì đó là tam giáo quy nguyên, đúng vậy không? À, tam giáo quy nguyên, cho nên bắt đầu từ hôm nay trở đi con về đó thì con đừng coi thường đạo nào nữa hết nha. Giải thờ cúng những con người đang ngồi đây để dẫn ba con đến đây cứu trợ. Cha nói vậy cha cũng hiểu nhiều về đạo cao đài, nhưng mà thôi cha không dám mua rìu qua mắt thợ gì, đây là các lão tiền bối không à, tóc bạc phơ hết rồi, lão tiền bối không, cha không dám đụng vô. Nhưng mà cha khen hai vị bô lão này nha. Trước tiên là cha mừng cho hai ông, vì ngang qua cái người bệnh này mà hôm nay hai ông mới thử được cái lòng từ bi của hai ông ở chỗ nào. Thấy không nè, dắt người đi cứu mạng khó lắm con ơi, khó lắm các ông ơi. Con mình đẻ ra chưa chắc mình chở nó đi, phải không? Mày đi đi, mày khỏe mày đi đi, hoặc má mày chở mày đi, hoặc anh mày chở mày đi, tao đi chỉ đấy. Nhưng mà ông dẫn một người này không quen không biết, chỉ là tín đồ trong đạo thôi. Nhưng mà ông ơi, con ông đó, con tinh thần của ông đó, ha, tuy ông không đẻ ông ra bằng xương bằng thịt, nhưng mà ông đẻ ông ra bằng cái lễ sanh của ông đó, là con của ông đó. Ông phải cố gắng nha. Ngang qua ông này, các ông được nâng cao cái tinh thần đạo đức và cái tinh thần của lòng từ bi, cái tinh thần của Thượng Đế, lòng từ bi của Thượng Đế. Nghe qua các ông, Thượng Đế ở trên cao nhìn xuống, Ngài cũng vui mừng vô cùng nha. Vậy cha khuyên hai ông ba điều. Điều thứ nhất, từ nay cho đến ngày hai ông nhắm mắt lìa cõi đời này, phải thông báo cho bằng được tất cả những người ở cùng xứ với ông, cùng tôn giáo với ông, cùng niềm tin với ông, cùng xóm riêng với ông và các vùng lân cận của ông rằng ở đây thầy đã tìm ra một chỗ chữa bệnh an yên. Được không? Chắc không? Chắc ha. Rồi, đó là một ý kiến. Ý kiến thứ hai, thầy đã tìm ra được một nơi chữa bệnh rồi, từ nay trở đi đưa bất kỳ một lễ sinh nào, lễ sanh nào bệnh, thầy cõng đi tới nơi này. Được không? Chắc không? Nhớ nha, nói xong rồi càng triệu người nghe đó, chứ không phải một người nghe nha. Điểm thứ ba, hai thầy phải bảo vệ cái nơi này cho đến cùng, vì nơi này là cái nơi mà giữ lại tín đồ của mình. Phải vậy không nè? Nơi này là cái nơi để mình thực hiện cái lời của trời ở trong trái tim mình. Được vậy không? Phải bảo vệ nơi này cho đến cùng. Vậy cha đang muốn nói lại với hai ông lão này chút nha. Có ba điểm cho nhắc lại. Một là mình phải thông báo cho rộng rãi, cho toàn cái nơi mình đang ở, rằng thầy đã tìm ra một cái nơi để cứu mạng. Và nếu ai bệnh tật, điểm thứ hai, ai bệnh tật thầy sẽ mang đến đây. Điểm thứ ba, thầy sẽ bảo vệ cái điểm này để cứu con, để cứu con của thầy. Phải vậy không? Có đáng bảo vệ nơi này không? Để cứu con của mình. Phải vậy không nè? Thầy có công nhận nghe không? Đây là ba cái điều mà cha mong mỏi hai thầy về làm. Hai thầy chắc chắn sẽ làm được không? Rồi, vậy ha, vậy là điều tốt. Còn tất cả những cái gì khác thì cha sẽ bàn, mấy thầy sẽ bàn với bệnh nhân sau. Ví dụ như nhắc nhở nguyên tắc ở phòng khám hay là ăn uống ngủ nghỉ gì đó. Nên bây giờ mỗi thầy có ý kiến dạy cha chút đỉnh coi. Kính thưa Linh Mục, tôi là
cai quản họ đạo của họ đạo Dầu Dây. Thì anh Lê Văn Thành này là một tín đồ của họ đạo tôi. Tôi chịu trách nhiệm về cái cũng như Linh Mục nói nãy về tinh thần. Thì tôi hiểu Linh Mục qua cái bài nói chuyện với Linh Mục Tân bữa đó. Linh Mục có nói có tự sự trục trặc sao với bên giáo hội á. Tôi không có rành. Nhưng mà Linh Mục nó kể tôi có vợ đó. Mấy năm nay tôi có vợ mất rồi. Đó. Tôi tu mà tôi ăn chay trường, tu cao à. À, tôi chỉ biết như đó thôi. À, tôi chỉ biết Linh Mục qua như đó thôi. Là một người chuyên tu, một tu sĩ thật tu. Không có mê tín gì đàn, có đức tin niềm tin với đấng tối cao, nhưng mà không có mê tín gì đâu. Cách nói chuyện của Linh Mục nãy giờ cũng vậy, không có gì là mê tín gì đâu. Nói hoàn toàn bằng khoa học, đó, không có gì thật. À, khi hồi nãy đi gần đến đây, cái chỗ qua cầu Cổ Chiên, thì tôi có hỏi, anh đang trai nổi không? Thành, à, thì anh Thành và gia đình có kể, nếu đến đây đó là phải trị theo phát đồ của Linh Mục, là phải ăn chay luôn, chứ không có nói 10 ngày, 7 ngày gì hết. Thì tôi nói quá tốt rồi. Nãy tôi có nói, ăn chay không hết 50% bệnh rồi đó. Đúng. Đó, tôi có nói trước với Thành, mà vô đây nãy giờ Linh Mục nói, rất là đúng cái sự suy nghĩ của tôi. Đó. Riêng cái cảm nghĩ của tôi về cái niềm tin vô vi, với đứng tối cao. Đó. Ở cao đài gọi là Đức Chí Tôn, gọi theo Nho Giáo là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, bên Thiên Chúa Giáo là Đức Chúa Trời. Có một đấng nó một mà thật, nhưng mà đấng tối cao là Giáng Sinh ở bên Do Thái hồi xưa, cách năm 2018 năm, bây giờ Giáng Sinh bên Việt Nam, thì dạy cũng dạy con người làm lành đánh dữ, thương yêu nhau và để mà hướng cái đời này tới cái chỗ chân thiện mỹ. Đó, thì Linh Mục, sao tôi nhận xét Linh Mục là một người tu sĩ tại cậu, một chân tu, và dường như có một sứ mạng gì, vô gì. À, tôi có cái cảm nghĩ vậy, hoàn toàn tin tưởng vào chỗ ăn chay. À, nói trước, chay là sẽ hết thôi, nuôi phải ráng rồi, phát độ điều trị là phải ăn chay. Và các cái khác, các thuốc men hay cái gì đó phải chấp hành. Đó. Thì tôi nghe tôi cũng mừng, ăn chay được, tôi nói trước, tôi hết 50% bệnh đó, chắc chắn lớn. Hoàn toàn được tin tưởng tuyệt đối, giờ thầy có ý kiến như đó thôi. Con xin cảm ơn ông. Dạ. Yeah. Có mấy chuyện sau đây con nói tiếp lời của ông. Hồi nãy ông nói ăn chay là hết bệnh 50%. Đó là mình nói bằng niềm tin. Đúng vậy không? Chứ mình chưa có sôi lại cái trí hiểu. Bây giờ để ứng nghiệm 50% đó, hồi nãy là cha có nói là cơ thể mình là nước. Vậy thì mình ăn nước vô nữa thì chuyện hết 50% là giờ không còn tin nữa mà thực tế. Thế nè, bây giờ bác luôn cái niềm tin đó đây, bây giờ còn 50% hết bệnh đó là niềm tin đó. Bây giờ 50% là hết bệnh là thực tế, chứ không có nói tin mà còn 50% đó nữa là mình tin. Con hiểu vấn đề chưa? Bây giờ có 100%, mà 50% của ông là ăn chay hết bệnh 50%, đó là niềm tin. Bây giờ cha đã giải thích cơ thể mình là nước, thì mình ăn nước vào thì tự động nó hết 50% rồi. Vậy cái chuyện 50% này không còn tin nữa mà còn 50% sau. Hơn nè, 50% sau đó là mình đọc kinh cầu nguyện miệng ngâm nha. Điểm thứ hai thưa ông, ở đây tụi con khám bệnh, tụi con làm việc này không nhằm mục đích ai là tôn vinh tụi con là tu bậc cao, bậc thấp, bậc già, bậc béo, bậc trẻ, bậc ốm, bậc lạnh, hay là giàu có, hay là thánh thiện, hay là nhân từ vân vân, tụi con bác hết. Nhưng tụi con giữ lại hai điều thôi. Một là tụi con không muốn nhìn thấy ông này đau đớn, đúng không? Hai là tụi con không muốn nhìn thấy người thân của ổng đau khổ vì không có chỗ chữa bệnh. Vậy thôi. Đó là hai điều mà tụi con nhìn. Nhưng ngược lại, nói như vậy thì tại sao bao nhiêu người ông không cho người ta vô khám? Không cho cũng đúng, là bởi vì chùa là cái nơi tiếp nhận người ta tu để sửa mình. Nhưng anh muốn được vô tu cũng phải có nguyên tắc, chứ không phải ai muốn tu cũng được. Biết là nơi đó tu để sửa mình, nhưng mà anh cũng phải đúng nguyên tắc thì anh sẽ được vô sửa mình. Mà hãy anh vô sửa mình mà anh trật cũng phải đuổi anh như thường. Phải vậy không nè? Thì phòng khám bệnh viện cũng vậy, nơi này cũng vậy. Biết rằng nơi này là nơi cứu người, nhưng mà anh không đủ nguyên tắc, chúng tôi vẫn không nhận anh như thường.
Và nếu anh vô đủ nguyên tắc, anh vô rồi mà anh sai nguyên tắc, chúng tôi vẫn đuổi anh như thường, để làm cho những người bệnh nhân sao họ tốt hơn. Đó là ý của tụi con như vậy nha chú. Bây giờ xin chú có thể dạy chúng con chút đỉnh nữa. Dạ ha. Rồi, như vậy thì mình nói như vậy là xong nha. Phần còn lại là để ban diện trận sẽ hướng dẫn nha. Bây giờ mình vô đây mà mình có hai cái đơn. Một là cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân phải ký tên vô đây. Là sau đó là khi bệnh nhân ký tên vô đây thì cha mới chấp hành cho chữa, không lấy tiền. Còn nếu không, không ký tên vô đây là cha chữa 5 tỷ đồng đó. Con muốn ký hay không ký? Nếu con ký vô đây là cha chữa, cha không lấy tiền. Còn nếu con không ký, cha cũng chữa nữa mà 5 tỷ. Con muốn chọn phương án nào? Chọn phương án nào? Là ký hay không ký? Ký vô. Vậy đó. Ông cũng là đạo hữu hả? Ừ, tốt quá ha. Huynh đệ dẫn nhau đi chữa bệnh hay quá ha. Sao không còn nhiều, sao không dẫn thêm đi, dẫn có người vậy? Mới biết rồi, mới biết luôn đây, mới biết luôn một cái. Dạ. Tôi biết luôn, nói như nãy là không dẫn nữa. Ừ, dẫn nữa nha. À, dẫn nữa đi. Chứ họ đạo gì có người bệnh nghèo quá vậy? Còn người nghèo quá đó. Dẫn về, dẫn về. Bà bị gì? Bà bị cái gì? Không đi xíu. Mà không biết đi xíu thì nó mổ rồi, bây giờ nằm liệt luôn đó. Dẫn không? Cha chúc mừng ông. Nha. Đây là một cái giấy cam kết là giữa cha với ông là chữa bệnh không có tốn một xu. Ha. Rõ ràng nó có pháp nhân đàng hoàng. Ha. Rồi. Giấy thứ hai là cái giấy cam kết khám bệnh. Vô trong này cam kết khám bệnh là chết không có thưa thầy, thưa cha, thưa các huynh đệ của ông. Nếu chết là đem về chôn chứ không được thưa ai hết á. Được không? Ai biết ngày mai ông chết rồi, giờ tự nhiên ông thưa hai ông này ở tù rồi, ai nuôi vợ con ông đấy? Ông sẽ nói lên rồi, hai ông này dẫn tôi đi đâu mà giờ tôi chết rồi. Rồi hai ông này đi vô tù ngồi kỳ dữ lắm. Rồi cha không, vậy cha vô tù cha ngồi uổng tuổi thanh xuân cha quá. Mới 42 tuổi mà vô tù ngồi không giống ai đâu con. Hôm nay vì cái ông này mà vô tù ngồi cũng không được. Cha nói cho vui thôi, nhưng mà nguyên tắc của cha khám bệnh ở đây là phải ký tên. Ký tên vô đây lỡ có bề gì sai phát đồ là đuổi dễ. Trong này có nói rõ sai phát đồ là đuổi, chết không được thư kiện. Nha. Rồi vậy ông ký tên vô đây nha. Mình làm cho nó rõ thầy. Mình làm cho nó rõ ràng. Đâu vào đó chứ. Vợ ký vô luôn. Vợ ký vô để mà làm chứng. À. Rồi trong hai vị vô lão này một ông ký đóng mộc vô. Ha, chắc bác đóng ký ha. Ở trên đó giáo dân đông không? Ừ, khoảng bao nhiêu? 850 là con số con không ít ạ. Thì cố gắng mình dẫn một bệnh nhân này về đây rồi thì mình về rảnh, hồi nãy cha có nhắc nhở ba điều đó. Mình thông báo rộng cho người ta để mình cứu người. Giờ đây mà cứu được một người hơn là xây 10 chùa cao đài nữa mà. Cho nên mình phải ráng mình cứu người ta. Cứu sao cho nó đúng nghĩa với cuộc sống của mình, để mình ở bên đạo của mình ta cũng vui vẻ ha, tín hữu mình ta cũng vui vẻ. Đúng. Đúng vậy, đúng vậy.
khi mình dẫn người ta xuống đây rồi thì tự khắc là hết bệnh hay là không hết bệnh, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là cái lòng từ bi của mình dẫn người ta tới. Đó, đó, đó. Đúng vậy, đúng vậy. Sao, vừa bụng chưa? Đọc xong rồi mới đóng mọc ha. Dạ, cũng kỹ lưỡng. Dạ, cũng kỹ lưỡng quá, phải không? Ở đây tụi con làm việc tốt. Tụi con làm việc đâu vào đó hết. Bây giờ kể cả con cũng ký vô đây, nghe không ha? Ký vô đây để làm nhân chứng cho ông luôn. Nha. Cha ký là người cuối cùng để cha bảo lãnh cái bệnh này, ha. Rồi, cho ký như vậy em chịu chưa? Có nghĩa là hết sợ rồi phải không? Rồi đây ha, đây là một cái hồ sơ đầy đủ giấy tờ bằng chứng nha. Rồi, như vậy thì còn lại mấy chữ ký của ban viện chẩn, ký vô nha. Ban viện chẩn sẽ ký vô trong này. Đó là cái chương trình mà tụi con chữa bệnh ở đây. Tóm lại tụi con nhắc lại ba chuyện thôi. Chuyện thứ nhất là bệnh nhân bắt đầu từ hôm nay phải theo lời của ban viện chẩn chỉ định mình. Nha, tới ngày hết bệnh về không phải trả tiền. Đó là chuyện thứ nhất. Nha, nhắc kỹ nha. Chuyện thứ hai là gia đình của bệnh nhân phải bắt đầu nhìn ra những vị thầy này là những vị quan trọng trong cuộc đời của mình để tôn thờ đạo cho tốt. Nha, gieo rắc những cái niềm yêu thương đến tôn giáo của mình. Đó là đạo Cao Đài. Điểm thứ ba con nhắc lại hai thầy là phải thông báo cho quần thể ở dưới đó ba chuyện. Một là thầy đã tìm ra một chỗ chữa bệnh. Hai, thầy sẽ dẫn tụi con đi. Ba, thầy sẽ bảo vệ nơi đó để cứu tụi con nha. Các thầy sẽ làm được chuyện này hết nha. Rồi cuối cùng gia đình con có ý kiến gì không? À. Rồi à, thì hôm nay những điều cha và các thầy nói đây tụi con quên thì tụi con mở mạng lên tụi con nghe để cha và các thầy đã nói gì để mình mãn nguyện cuộc đời của mình. Rồi thế vậy tốt rồi ha. Bây giờ mình đứng lên đọc kinh, sau đó hai vị thầy dẫn người bệnh tới phòng khám là mới hết trách nhiệm nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Chúng con cảm ơn Chúa đã nghe lời chúng con khẩn nguyện. Xin Chúa chúc lành cho bệnh nhân và cho các vị bên đạo Cao Đài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi xin mời hai thầy dẫn bệnh nhân đến phòng khám nhé. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.